rồi, Sài Gòn số xin chào tất cả các nhà nha. Tiếp tục ấy, thì mình sẽ đi dọc về phía bên kia nha các nhà. Hiện tại là mình đang đứng đây ấy, thì nước ngập nè, đó, có một số bạn mà bị nước ngập xe không nổ, giống như xe mình là hiện tại là không nổ chưa, không nổ rồi đi qua hết cái khúc kia thì cũng rất là khó khăn. Hiện tại là mình đang đứng dưới cầu Tân Thuận, cái kia là cái khu chống ngập của Sài Gòn nha các nhà, chống ngập khu vực Sài Gòn. Đó, đây là đường Trần Xuân Soạn. Mời cả nhà cùng đi tiếp tục với mình để lên xem thử tình hình ở trên phía trên kia như thế nào. Đó. Hiện tại là ngập nước quá. Đây một số phóng viên của một số tờ báo như thế nhà. Đó, của phóng viên này cũng đến để ghi nhận lại tại hiện trường rối loạn. Dép vô nguy hiểm á. Đi dài. Đi dài vô chứ. Ờ cái phóng viên nè. Người ta tờ báo. Rồi. Giờ này đó cả nhà thấy không? Thôi mình sẽ đi tiếp tục nha cả nhà, mời cả nhà đi tiếp tục với Sài Gòn phố nha. Đó. Thôi một xe bị tắt máy rồi. Vô đi hả? Dạ. Xe anh cũng vô đi mà anh đứng là thôi để sẽ đợi xe container qua. Sinh viên nha cái nhà, các bạn sinh viên. Rồi xe vô đi luôn. Trời ơi sửa ấy luôn. Thôi thêm chiếc container kia qua nữa. Trời ơi nước. Mình đường mình về còn xa lắm nha cả nhà. Không biết rồi về ngõ kia nữa, bây giờ mình đi tới nó xe mình như thế nào. Chứ bây giờ mình ướt mềm hết rồi nè. Thôi ướt cho ướt luôn. Thế sao nè. Quay lại những hình ảnh này cho cả nhà. Ô, đổ rồi hả? Chắc là chưa. Không biết xe mình có nổ hay không đây. Mấy dòng xe này dễ tháo bô ri là sợ anh kênh gì Sài Gòn siêu phố. Sài Gòn siêu phố tội bé này nè, gà này ai biết không đó. Theo lễ vui xây gà mình cũng phóng viên luôn hả? Dạ. Đến đài nào anh kêu VOV hả? Dạ.
ok. Rồi mình đi trước nha. Không biết là nổ không, nổ rồi. Giờ cứ đi thôi vậy. Rồi thằng kia nó đột vô đó nữa. Ôi xe gặp lúc hết rồi. Rất nhiều xe chết máy nha nha. Vô bỏ điện thoại vô á. Hey. Wow. Ước hết điện thoại em rồi.